Đây là 8 trong số 12 chuồng nuôi dế mèn của ông bé Sáu ở xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Với số tiền 500.000 đồng dùng để mua 2 ổ trứng ban đầu, qua gần nửa năm nhân đàn, tới nay số dế đã tăng lên như thế này. Dế mèn hiện được một số nông dân nuôi để bán lẻ cho người dân dùng làm mồi câu cá. Nhưng ông bé Sáu lại có một suy nghĩ mới lạ và độc đáo hơn nhiều, đó là dùng dế làm thức ăn cho ý tưởng chăn nuôi sạch của mình. Vì con dế này nó giàu chất dinh dưỡng, mà mình nuôi, ví dụ mình kết hợp nuôi nuôi cá cũng được nè, nuôi gà cũng được, nuôi vịt cũng được nè, nuôi chim chỉ cũng vẫn được. Mà thì mà nó không có ít vốn đó, hướng tới thì anh có thể mở rộng cái mà quy mô, cũng như mở cái trại hoặc là cao hơn nữa là cái trang trại. Để thực hiện ý tưởng xây dựng chuỗi sản xuất sạch từ nguồn thức ăn rất bổ dưỡng là con dế, ông bé Sáu đã nuôi thử nghiệm gần 100 con gà các loại và dùng dế cho gà ăn hàng ngày. Vì dế rất giàu dinh dưỡng nên đàn gà nhanh lớn, khỏe mạnh. Ngoài nuôi gà, hiện tại gia đình cũng đang nuôi thêm 3 chuồng rắn mối với số lượng hơn 2.500 con. Và rắn mối cũng được nuôi bằng dế mèn. Còn mà nó, ủa nó đầu hang ở dưới đó gì đó hả? Trước đây khi chưa nghĩ ra việc dùng dế làm thức ăn cho rắn mối, thì chuyện sản xuất của người nông dân này gặp khó vì không chủ động được nguồn thức ăn. Rắn mối trước đây có nhiều ngoài thiên nhiên nhưng bây giờ hiếm dần. Hiện tại con rắn mối phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng ở thành phố nên có giá bán cũng khá cao. Đưa ra thị trường người ta dùng thử thì ta chấp nhận. Con rắn mối thịt thì anh bán với giá khoảng 400-450 ngàn một ký. Không chỉ gây dựng chuỗi chăn nuôi bằng nguồn thức ăn sạch từ dế mèn, ông bé Sáu còn nhận chế biến các món ăn từ rắn mối và dế sạch để cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng ở thành phố Vị Thanh và các khu vực lân cận nên rất dễ về đầu ra. Từ thành công này, ông bé Sáu dự tính sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích nuôi dế để từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín sạch, hữu cơ, nuôi gà vịt, cá và các loại đặc sản từ con dế nhằm phục vụ cho người tiêu dùng. Đúng là một ý tưởng mới và rất độc đáo. Con dế thì dễ nuôi, chi phí ít, vì hàng ngày bà con nông dân có thể cắt lá khoai mì, rau muống cho dế ăn. Sau đó thì dế cho gà, cho cá ăn vừa sạch lại vừa nhanh lớn, thiệt là hiệu quả. Đúng rồi đó Thư Kiều. Và với mô hình này, đây thực sự là một gợi mở để bà con nông dân mình có thể làm giàu, phát triển sản xuất sạch với nguồn vốn ít. Mong rằng ý tưởng này của ông bé Sáu sẽ đạt được nhiều thành công để cung cấp những con gà, con cá, con vịt sạch cho người tiêu dùng.